kể cho mình nha. Cảm ơn cả nhà mình là quay lại video của em. Hiện tại thì anh em mình cũng chạy tới cái chỗ lặn điểm tiếp theo. Kia là có một chiếc ghi lặn cùng neo xếp bên chỗ này luôn. Chúng mình từ thứ hai. Thì quy trình anh em chuẩn bị cũng đơn giản thôi. Vô bắt nè, bên bên tay về lặn. Rồi anh em cũng tập trung tới trước này để chuẩn bị tiền, cũng chuẩn bị xuống săn bắt hải sản cho cả nhà mình xem nha. Đấy, bạn Trường cũng lên ghe to rồi. Khi mà nghe tiếng ghe máy lặn lên to để biết anh em ơi tới giờ nhảy, về tới vị trí nhảy. Bắt gặp con hào hương đầu tiên. Hào hương này thì mua với giá là 15 đến 25 nghìn một con. Để về bắt được hào hương thì tiền phải dùng cái chĩa để chọt ra. Nó thì giống như cục đế vậy. Một con hải sâm gai. Hải sâm gai thì ban đêm nó mới bò ra ngoài. Giá thương lái mua thì dao động có khi là 40 và hiện tại là 60.000 một con tại khu vực đảo Phú Quý. Đây là một con ốc bèn tay. Thì ốc bèn tay với lại ốc ăn á là hai con cái thịt ăn giống nhau, nhưng mà cái vỏ ốc bèn tay nó đẹp hơn và mua giá là 25.000 một con. Đây là con ốc ăn nè. Mọi người hình dung vậy không? Thì ốc ăn này với giá là 12.000 thôi mọi người. Do cái vỏ của nó xấu quá, thương lái không có chơi làm cảnh được. Một con mực lé đang có ở giữa nước này. Khúc này là tiền phải bơi lên, dùng sức để bơi lên mới xâm được, nhưng mà nó hụt ra về chạy theo cái túi mực của nó rồi. Nhét thứ hai cũng không được luôn. Vậy thật là tiền đang rất là mượt nha. Mang 6-7kg chì mà bơi lên giữa nước như thế này để bắt là không khả thi, để thử lần này như thế nào. Đấy, tiên cũng đã may mắn về xâm được con mực lé rồi. Con này cũng khá to. Tiên xâm ba nhét nó xấu luôn con mực rồi mọi người. Thì chắc có lẽ là bỏ vào trong cái vượt tôi để dùng mồi cho sáng ngày mai anh em mình nhậu la chai. Thêm con hải sâm ga thứ hai. Thường thì thương lái sẽ về làm khô về bán cho Trung Quốc. Có một con ốc bằng tay nó đang có nấp nữa này. Nó cũng khôn ghê, tìm trong những cái hang để ẩn nấp khỏi bị phát hiện. Để mà bỏ hải sản vào trong cái vực thì tiên phải dùng sức để kéo cái sợi dây lặn xuống nha. Gặp nước chảy thì rất là cực cho mấy anh em mình hoạt động ở dưới nước luôn.
Có vẻ là thằng này tiền đi đúng chỗ có ốc. Bắt ốc lìa đĩa, nhưng mà cái nhà để ý mấy con ốc nó tiền ở trong hang. Phía xe xe kia là con hải sâm ga thứ ba nha. Tiền may mắn rồi đây. Chưa chờ một tí nữa là con nhím đen nó đâm tiền một phát rồi. Thì nhím đen đâm nó đau, nhưng mà nó không đau lắm đâu, chịu đựng được. Cứ thấy hải sâm ga là anh em thợ lặn mình rất là khoái, vì nhanh có tiền, đỡ mất sức. Đây là con cái mó biệp nè, được ví như là mó xù phe kê. Cái mó biệp này thì không có vào trong danh sách bảo tồn. Thịt nó ăn cũng mềm lắm. Giá cái mó biệp thì khoảng 15-20 nghìn thôi, rất rẻ luôn. Dùng để làm chẻ hoặc là sẽ phơi khô. Chứ ăn thì nó cũng ngon mà không ngon mấy. Một con sò ta tượng. Sò ta tượng này thì ở ngoài tiền đang là đồ quốc cấm, cho nên anh em mình không có bắt nha. Bảo tồn. Rất là đẹp luôn. Sò này có thể lên đến 1-5kg là bình thường luôn á mọi người. Con này thì chỉ có khoảng hơn 2-3kg. Em tiền không có bắt đâu mọi người, để bảo tồn. Lùm sò hầu như là nó ở trên các dạng san hô mới có nha, còn ở két là nó ít lắm. Chị nhà phát hiện ra một cái con ké không? Đây là cái đầu ké này mọi người, nó có màu kem rất là đẹp. Con ké này có tên gọi là ké giớn, nó thuộc ở dòng họ ké mặt quỷ. Thì nó đang có quyệt lan để săn mồi. Đấy, cái gì để ý là coi chỉa tiên xâm nhanh xuống là nó đớp một phát liền. Nó bắt mồi cực kỳ nhanh. Còn này thì hiện tại thì không có bắt, do là thương lái hiện tại không có mua đó mọi người. Con hải sâm ga thứ ba của tiên. Hải sâm ga ban đêm có nhiều nhất là từ khoảng 7 giờ tối cho đến 2 giờ sáng. 3 giờ sáng thì bắt đầu nó chui vào hang. Được thêm một con chim sọ. Sơ sơ thì chỗ này tiền cũng được mấy chục nghìn. 80 mấy nghìn đó mọi người. Chim sọ với lại hải sâm là bỏ vực riêng hết nha. Để lên nuôi sống tạc bộ. Lòng hang này thì có một con cái mó biệp này. Nó ngủ lòng cái hang rất là đẹp. Những cái con cá mà có điểm tựa, anh em xâm rất là chính xác nha. Đây, nó chạy ra ngoài, tiền cũng xâm được luôn. Cá này thì chủ yếu là kho hoặc là chiên. Còn ốc sắc này thì rất là khoái ăn. Đây là sao biển này, mọi người mua đồ ngâm rượu nó hay có. Nhưng mà ở ngoài tiền thì không có dùng. Nó không có ích gì cho việc ngâm rượu từ sao biển hết.
con sò mai đực rất là to luôn mọi người. Sò mai này thì sẽ bắt lên lấy cái cùi ăn rất là ngon. Nhưng mà hiện tại nó bám rất là cứng nha. Chẳng may bắt cọng một phát là đứt tay tới xương luôn đó. Nó bén kinh khủng. Thì loại này to xét như vậy thôi chứ cái thịt có chút xíu à. Thì cố gắng nảy lấy cho bằng được thôi. Sau một hồi vật lộn thì Tiên cũng lùa nó về, phải lấy cho bằng được mọi người. Lên thưởng thức ăn. Nó nặng gần cả kg luôn á. Cái con sò ma này anh em Tiên có một cái bãi kèn gọi là rèn cửa. Nó bé bèo luôn. Còn ở khu vực rừng lớn thì ít. Còn nè con đáy to bằng cái đầu. Tiên cũng được một vật hải sản về mớ hải sâm rồi mọi người. Cái ganh này dùng để Tiên nâng hải sản khi mà có ốc nhiều, cho nó khỏi vướng đèn san hô. Tầng này có vẻ Tiên bội thu hải sâm ra rồi. Còn thứ mấy Tiên cũng quên rồi, hình như là 5-6 gì đó. Trong hàng này có một con nữa nè. À chà, Tiên may mắn ghê. Hải sâm gai thì nó cũng khó để bắt nha. Tại vì phải bắt được cái mè của nó. Nó hay ở những cái vị trí nào mới bắt được nhiều. Nhưng mà có những cái đêm may mắn rồi á, thì mình đi sao nó cũng gặp. Không còn tìm luôn, cứ dọi ngay ánh đèn là nó thấy. Còn có những đêm mà nó xui xẻo rồi thì đi xuống về tìm hỏi xăm chảy ghèn mà không có luôn á. Anh em lặn biển đi một tăng mà được 10 con hải sâm là oai phong lắm. Kiểu như là bắt hay. Hình như ngay lúc này anh em tập trung để tới giờ lên hay sao đó. Đúng rồi mọi người. Thì lai quay tăng này cũng đủ 2 tiếng. Anh em lên. Tiền còn dán kiếm thêm. Thử được con hải sản nào không. Thành quả anh Tám Gẩm cũng được một hải sản rất là nhiều. Đây là anh Tâm. Rồi giờ mời cả nhà mình lên xem thành quả hôm nay của mấy anh em mình nha. Bây giờ được mấy con cá bò lé con to to không? Wow. Cái gì thấy con này tiền ký máy không cái gì? Cứ lên một tầng thì mới đem đủ dây. Ô, con dưa. Bộ dưa đây to lắm. Rồi anh em ơi đổ ra xong bây giờ sẽ lượm kép mỗi em vợt. Sẽ qua anh em ơi về Đại Phú Quý để bán hàng rồi cái gì. Thì do là mai về lại Đại Phú Quý cho nên anh em bỏ vợt không có muối bịch nữa. Wow, cái công nhận cái kình có chỗ này to. Thank you.
về cái kênh to to không? Cái này nướng ăn thôi chứ khỏi chê luôn. Còn cái bánh nào? Rửa cái này à. Tôi mà nước này và một vườn nước nhậu hả? Phải đúng hảo thì chết à? Wow. Về tư đi. Đây là con cái đất này, cái đất gà, con cái đất gà này mẹ nó cắn một phát là bứt ngón luôn á mọi người. Rồi cái răng của nó rất là ghê nha. Rồi anh em bên cũng vào cái vườn động vật xong, được tổng cộng là 5 vật. Đây là tôm hùm với lại mực của anh em mình nè. Lấy kè. Anh tôm hùm này. Anh tôm hùm kìa. Anh tôm hùm, anh tôm hùm anh kìa. Sau khi xong xuôi hết thì bắt đầu mình sẽ dẹp ghé xuống. Ốc thì sẽ nuôi nha mọi người. Ốc nuôi sống luôn. Bỏ xuống cái kiệt cho nó gọn. Sáng mai anh em mình về tới đây bốc lên là xong. Rồi bây giờ thì mọi thứ cũng xong xuôi rồi. Giờ chỉ dẹp ghé xuống nữa là xong. Bắt đầu mình được một em cái mú. Giờ tới gặp mình sẽ xì cái bong bóng của cái con cái mú. Tất cả các loại hàng sống đều nuôi sống thì phải xì cái bong bóng của nó cho nó xẹp đi. Nó có hơi nha mọi người. Khi mà áp suất biến đổi đột xuất á, đi lên nên này nó sẽ phình hơi nha. Về nó nổi ở mặt nước nó mới không xì. Rồi anh em đang có canh thủ kia, anh em mình dẫn tới vị trí tiếp theo là nhảy. Thì cái phía nước này mấy anh em mình chủ yếu là làm việc ban đêm. Ban đêm thì mới tập trung tới nước này nha. Còn ban ngày thì anh em mình ở phía sau. Giờ thì video của em cũng xin tạm dừng tại đây. Thì chân thành cảm ơn cô chú anh chị nhà mình đã xem video. Mọi người cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Còn bây giờ thì tiên chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xem video của em thật là nhiệt tình nha. Bây giờ thì xin chào.